Xin chào bạn, Oppo Find N3 Flip. Một chiếc máy mà ban đầu thì mình nghĩ rằng đây chắc chắn là một chiếc máy mà sẽ có doanh số tốt hơn so với Find N3. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá của nó rẻ hơn một nửa so với người anh em dạng gặp cánh bướm kia. Nhưng trên thực tế, khi mà mình đi hỏi những người bạn của mình là những chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam á, thì có một cái điều hơi ngã ngửa ở đây, đó chính là chiếc Find N3 theo một số đại lý nhá, có chia sẻ lại với mình, đó chính là doanh số của nó cao hơn, thậm chí là gấp mấy lần so với là chiếc Find N3 Flip. Mình không biết là toàn thị trường thì nó có như vậy hay không, nhưng mà một số những cái hệ thống bán lẻ lớn mà mình có hỏi sơ qua á, thì họ đều chia sẻ với mình cái câu chuyện như thế này. Một cái điều khá là kỳ lạ đúng không? Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn là tại sao mà chiếc Find N3 này nó lại có doanh số không bằng được so với người anh em có mức giá cao gấp đôi kia, và cũng như là đi đánh giá chi tiết cho bạn về chiếc Oppo Find N3 sau 2 tháng sử dụng. Trước khi mà đi đánh giá chi tiết á, thì mình sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về lý do tại sao mà chiếc Find N3 Flip này cái doanh số của nó lại không bằng so với Find N3. Thì mình nghĩ rằng một trong những nguyên nhân chính á, đó chính là cái quãng thời gian ra mắt giữa Find N2 Flip và Find N3 nó quá ngắn các bạn. Đối với một chiếc flagship á, thì thông thường các hãng sẽ có chu kỳ ra mắt là 1 năm một lần. Nhưng mà với Oppo thì họ ra mắt nhanh quá. Họ ra mắt chỉ trong khoảng tầm là 6 tháng mà thôi. Và trong 6 tháng đó thì cái sự thay đổi á, nó sẽ không được nhiều. Nó cũng sẽ có một cái màn hình kích thước như thế. Chúng ta vẫn có một cái với phần bản lề với màn hình bên trong, nó không có nếp nhăn. Nó cũng rất tương tự so với là Find N2 Flip. Mặc dù cũng sẽ có những cái điểm nâng cấp, nhưng mà mình nghĩ rằng là ngoại hình là một trong những thứ ăn tiền của chiếc Find N2 Flip. Và với chiếc Find N3 Flip nó cũng tương tự như vậy. Đâm ra là người dùng đang sử dụng chiếc Find N2 Flip, mọi người chưa có ý định nâng cấp liền so với là Find N3. Cái hôm mà mình có đi ăn buffet á, thì mình có gặp một bạn lễ tân, thì bạn ấy cũng đang sử dụng chiếc Find N2 Flip. Thì bạn ấy cũng ồ lên, cũng khen là đây là chiếc máy đẹp, em cũng thấy nó vừa ra mắt này nọ. Nhưng mà nó cũng không khác gì lắm so với là thế hệ cũ của bạn ấy đang sử dụng. Cho nên là bạn ấy cũng chưa có ý định là nâng cấp lên cái chiếc Find N3 Flip này. Và bên cạnh đó nữa thì cái giá bán của chiếc Find N2 Flip á, hiện tại nha, nó rẻ hơn so với là Find N3 Flip. Đâm ra là người dùng cũng sẽ có một cái sự lăn tăn nhất định ở đây. Trong khi đó thì với chiếc Find N3 nó có quá là nhiều những cái điểm đặc biệt. Và đối với những người mà nhiều tiền, đối với những bạn nào mà thích trải nghiệm những cái công nghệ mới đẳng cấp đúng không, thì họ vẫn sẵn sàng họ mua cái chiếc Find N3 thôi. Có thể là cái số lượng này không có nhiều, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái sự thành công đối với bên nhà Oppo. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà họ sẵn sàng kê một cái sản phẩm có mức giá lên tới gần 50 triệu đồng như vậy. Thì có thể là mình nhớ không nhầm là bán ở đó khoảng tầm là cả ngàn cây thì phải. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì đó cũng là một thành công đối với một sản phẩm mà đắt tiền như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái việc là đánh giá chiếc Oppo Find N3 Flip này đi. Về mặt thiết kế nha, thì nó cũng là dạng gập như vậy. Chúng ta vẫn có kích thước màn hình bên ngoài như thế, không có khác biệt gì cả nha các bạn. Nó sẽ có một cái sự khác biệt lớn nhất, nó nằm ở cái việc là hoàn thiện cái phần lớp kính ở bên ngoài. Thì cái lớp kính ở trên bản Flip á, nó là kính bóng màu đen, nó là kính bóng. Đâm ra nó có một cái vấn đề, đó chính là bám rất là nhiều mồ hôi vào dấu vân tay và cực kỳ là dễ cháy xước. Và một cái điểm khác biệt nữa đó chính là cái cụm camera. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 camera, nhưng mà cái camera này có bạn thì khen nó đẹp, có bạn thì khen nó xấu. Cái đó thì tùy thuộc quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà với cá nhân mình á, thì mình không thích cái kính bóng như thế này lắm, bởi vì nó rất là dễ bám mồ hôi vào dấu vân tay. Một trong những cái điểm nâng cấp so với là Find N2 Flip đó chính là về cái phần bản lề. Mình có một cái thói quen, đó chính là mình sử dụng chiếc Find N2 Flip và Find N3 Flip để gọi video call về cho bà nội thấy cháu. Và thông thường thì mình sẽ để cái camera như thế này. Tuy nhiên ở trên chiếc Find N2 Flip á, các bạn mà để như thế này á, ngay lập tức nó sẽ gập xuống luôn. Nhưng mà ở trên chiếc Find N3 thì cái tư thế này á, nó sẽ thoải mái hơn. Nó sẽ không bị lật ngược ra phía bên trước nữa. Đó là cái sự nâng cấp về cái bản lề so với là thế hệ tiền nhiệm nha. Cái này thì với những bạn nào mà các bạn hay sử dụng cái tư thế này, các bạn sẽ có được cái cảm nhận như vậy. Còn về cái trải nghiệm khi mà chúng ta gập á, thì nó vẫn rất là thoải mái, giống như kiểu là thế hệ đầu tiên mà thôi. Không có bất kỳ một cái gọi là sượng gì cả, hay là quá là cứng nhắc gì ha. Nó không giống với chiếc
Z Flip 5 đâu. Z Flip 5 khi các bạn bóp lại á, nó rất là cứng, nhưng mà với chiếc máy này thì nó sẽ rất là mềm mại. Một trong những cái điểm nâng cấp nữa đó chính là nếu để so về cái mức độ hoàn thiện nếp nhăn ở chính giữa màn hình thì công nhận là ở trên chiếc Find N2 Flip nó đã tốt rồi. Và Find N3 Flip nó còn khủng khiếp hơn nữa. Khi mà thực sự mà nói là mình cũng phải nghiêng kỹ lắm, mình phải có một cái cảm giác dữ lắm á, thì chúng ta mới có thể nhìn được, mới có thể cảm nhận được rằng chính giữa màn hình nó có một cái nếp gấp. Ở trên chiếc Find N2 Flip, nếu các bạn đánh giá cái độ hoàn thiện của nó là 8 điểm thì con này phải tầm là 9,5 rồi các bạn ạ. Thực sự luôn là trải nghiệm chiếc Find N3 Flip, cái phần bản lề này rất là đã. Sau 2 tháng mình sử dụng thì các bạn vẫn thấy này, là cái phần bản lề này nó vẫn không hề hiện hẳn rõ đâu nha. Đó là một cái điểm rất là tốt ở trên cái sản phẩm này. Về mặt hiệu năng á, thì mình thấy rằng nó cũng không có quá là nhiều những sự khác biệt so với là phiên bản tiền nhiệm đâu. Chúng ta vẫn có một cái vi xử lý nó vừa vừa thôi, nó không phải là quá ấn tượng ha. Và trong quá trình mà mình sử dụng á, thì nếu mà các bạn mà quay video hoặc là các bạn sử dụng cái màn hình bên ngoài nhiều thì nó vẫn hơi ấm lên nhẹ một chút xíu. Đó là cái điều mà các bạn phải cần cân nhắc nha. Bên cạnh đó nữa thì về cái thời lượng pin á, về dung lượng pin thực tế thì nó đã bị giảm xuống, chỉ còn có 4.300 mAh và chúng ta vẫn có sạc nhanh là 44W. Trong quá trình mà mình sử dụng chiếc Find N2 Flip hay là Find N3 Flip á, thì với cá nhân mình không đủ một ngày, bởi vì mình sử dụng điện thoại rất là nhiều. Đó, còn có những bạn thì có thể là các bạn sử dụng thêm máy tính nữa thì sẽ có thể trụ được một ngày. Cái đó nó tùy thuộc vào góc độ cá nhân của mỗi người nha. Còn với cá nhân mình thì nó sẽ không thể trụ được một ngày các bạn ạ. Nói về cái phần màn hình bên ngoài thì bây giờ chúng ta đã có thể truy cập vào rất là nhiều những cái app khác nhau. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có thể là xem được bản đồ ở bên ngoài này. Các bạn có thể là gọi điện này. Ví dụ như mình có ở đây ha. Mình có thể là gọi điện trực tiếp thông qua cái phần ứng dụng là điện thoại này. Rồi là các bạn có thể là vào Zalo, Gmail, rồi TikTok, rồi là Zalo Pay hay thậm chí là Momo. Chúng ta có thể vào được luôn. Một cái sự tiện lợi không hề nhẹ với cái màn hình ở bên ngoài như thế này. Đặc biệt đó chính là khi mà chúng ta xem bản đồ. Bởi vì sao? Bởi vì nó là dạng dọc. Đâm ra khi mà các bạn ví dụ như bây giờ mình bấm vào một cái gì đó ở đây đi đúng không? Đó. Các bạn có thể thấy rằng là theo cái kiểu chiều dọc như thế này á, thì chúng ta có thể là xem được cái bản đồ nó dài hơn so với là những cái sản phẩm mà có cái phần màn hình bên ngoài nó theo chiều ngang. Đó, nó cũng là sự tiện lợi nha các bạn. Bên cạnh đó nữa thì khi mà chúng ta chụp á, với một cái màn hình dọc như thế này, cái góc chúng ta nhìn vào nó sẽ không bị róp lại. Đó là những thứ mà mình rất là thích ở trên một chiếc điện thoại màn hình gập dạng vỏ sò, mà nó có cái màn hình bên ngoài nó là dạng hình chữ nhật, kiểu như là dạng dọc chứ không phải là dạng ngang giống như kiểu ở trên chiếc Galaxy Z Flip 5. Cái này là tùy quan điểm của mỗi người thôi, bởi vì mình thấy rằng là cũng có những bạn reviewer khác, bạn ấy thích cái kiểu màn hình bên ngang, có những bạn thì các bạn sẽ thích cái kiểu màn hình dọc như thế này. Nhược điểm của cái màn hình dạng dọc như thế này nó sẽ đến khi mà các bạn nhắn tin thực sự là nó rất là cực hình, giống như kiểu là các bạn đang sử dụng chiếc Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3, thậm chí là Z Fold 5 á, thì cái màn hình bên ngoài của nó bé đúng không? Cái việc mà chúng ta chat á, nó khá là khó chịu. Nhưng mà may mắn là nó có thêm cái tính năng Voice. Do đó thì anh em tốt nhất nha, để không khó chịu thì các bạn sử dụng cái Voice thôi, để nó có thể là nốt trực tiếp phần tin nhắn cho các bạn. Và điểm nâng cấp đáng giá nhất ở trên chiếc Find N3 Flip so với là Find N2 Flip đó chính là về camera. Về chất lượng camera của Oppo Find N3 Flip thì mình sẽ chia ra làm hai thứ. Thứ nhất đó chính là về khả năng quay video. Nếu để so sánh với đời trước á, thì khả năng quay video, đặc biệt đó là khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình bên ngoài để thực hiện làm live view, thì bây giờ chiếc máy này đã quay bằng camera chính, thay vì thế hệ trước là nó chỉ quay bằng camera góc rộng thôi, thì chất lượng so với là thế hệ trước nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Nhưng để xét ở khía cạnh là wow hay không thì câu trả lời của mình sẽ là không. Nó chỉ là cải thiện hơn chứ không phải là wow nhất trong thế giới điện thoại gập dạng vỏ sò. Nếu để so sánh với Z Flip 5 thì mình sẽ thích camera quay video ở trên chiếc Z Flip 5 hơn. Còn về cái khả năng chụp ảnh thì một cái điểm mà mình rất là thích đó chính là khả năng chụp tele của sản phẩm này thực sự là rất là tốt nha. Và đây cũng là chiếc điện thoại gập duy nhất hiện tại dạng vỏ sò mà chúng ta có camera tele mà tốt giống như là ở trên chiếc Find N3 Flip. Và ngoài ra nữa thì chất lượng ảnh của nó cũng đã tốt hơn rồi. Màu sắc cắt thì nó sẽ không quá là nịnh mắt đâu, nhưng mà độ chi tiết thì cũng ngon nha. Còn camera góc rộng thì nói chung là ở mức là khá ổn. Còn nếu để so với những chiếc điện thoại khác thì mình thấy rằng là nó cũng chưa thực sự là wow cho lắm. Và đó là những cái cảm nhận của mình về chiếc Oppo Find N3 Flip.
Với những bạn nào mà các bạn đang sử dụng chiếc Find N2 Flip thì mình thấy rằng là cũng không nhất thiết là phải nâng cấp lên chiếc Find N3 Flip làm gì. Bởi vì mặc dù là có sự nâng cấp, sự thay thế một chút xíu về phần bản lề, chúng ta có thêm hoàn thiện nếp gấp ở chính giữa màn hình tốt hơn từ 8 điểm lên 9,5 điểm, hay là chất lượng camera nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là như vậy thì vẫn chưa đủ để những bạn nào mà mới mua một chiếc điện thoại gập cách đây đúng 6 tháng trước nâng cấp lên. Chiếc Find N3 Flip nó sẽ dành cho các bạn chưa có điện thoại màn hình gập của bên nhà Oppo. Các bạn muốn trải nghiệm một cái màn hình gập mà chúng ta có một thiết kế nhỏ gọn này, cái màn hình bên ngoài lớn, sử dụng được nhiều app, có một cái chất lượng camera đủ tốt này, rồi là chưa hết là cái phần nếp gấp ở chính giữa nó gần như là tàng hình luôn, thì Find N3 Flip sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn. Còn với những bạn nào đang sử dụng chiếc Find N3 Flip, đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Còn bây giờ thì